Nâng cơ trẻ hóa 2 Pro 2022 tại BK Clinic and Beauty có gì vượt trội? Hãy cùng với Anh cùng trải nghiệm để chia sẻ với mọi người lý do vì sao 2 Pro vừa cập bến lại hot như vậy nhé. Đầu tiên, chuyên gia da liễu sẽ khám và soi da để đưa ra phác đồ điều trị riêng cho từng khách hàng, phụ thuộc vào tình trạng lão hóa da mà mình đang gặp phải. Tình trạng da trùng nhão, nhiều nếp nhăn, lỗ chân lông to và rãnh cười sâu của Vân Anh thì liệu trình 2 Pro là hoàn toàn phù hợp. Còn sau khi được thăm khám và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, mình sẽ được làm sạch da. Đây là lúc các bạn kỹ thuật viên đang làm sạch da cho mình. Sau khi làm sạch, mình sẽ được ủ tơ 30 phút để chuẩn bị thực hiện 2 Pro. Và bây giờ chuyên gia sẽ tiến hành thực hiện liệu trình nâng cơ 2 Pro cho mình. Đầu tiên, chuyên gia sẽ bôi gel tiếp dẫn trước. Như mình được biết, việc bôi gel này là vô cùng quan trọng vì gel sẽ giúp sóng đi xuống tầng sâu trong da hơn, mang lại hiệu quả cao nhất cho mình. Và bây giờ chuyên gia sẽ thực hiện 2 Pro cho mình. Để tiết kiệm chi phí, một số cơ sở đã không sử dụng đủ số shot trong việc điều trị cho khách hàng. Với DK Clinic, luôn đảm bảo số shot cao nhất cho một khách hàng, mang lại hiệu quả rõ rệt ngay sau buổi đầu tiên thực hiện. Khi mà làm thì chị mới đầu ấy thì chị cảm thấy hơi châm chích một chút xíu. Dạ. Nhưng mà cũng đáng vì là vâng. bên này chị cảm thấy nó căng lên. Dạ, và hiện tại bây giờ mình cảm giác bên này nó rất là căng. Căng và cái phần rãnh cười này của mình nó nhạt, nó bớt đi chứ nó không như bên này. Vâng ạ.